nhấm, khó mở, chút bất cảm giác. Lại là dấu hiệu xem Ma Dương combo vào mắt. Phải có một tí phong vụ một chút nó gỡ lại. Nói chứ cái e lọc vứt rồi. Thôi nhầm, cái áo ấy nè lọc để quên đâu rồi. Lọc chỉ còn áo khoác thôi. Cái áo ấy nè lọc đi bán. Áo ấy nè hôm bữa kiểu vậy như Nhầm. Hôm bữa cái áo ấy nè như là lọc anh em ơi, thời SE nha. Có thể là hơi căng đó. Cái thời SE là có thể là không máu chiến, nhưng mà nó được cái này nó chắc chắn. Nó được cái này chắc chắn ha. Nó được cái này nó chắc chắn. Còn một phút vô kèo nha anh em. SE á, lọc đánh yếu thiệt á. Lọc đánh không còn như là mấy mùa trước á. Nhưng mà được cái nó chắc chắn. Kiểu như là mấy pha lọc làm á, nó đều có mang tính chất hiệu quả. Tuy có thể là không gọi là giết 2, giết 3, nhưng mà nó giết 1 mà nó chắc. Lọc bị một cái là ở e lọc đánh chắc lắm, cho nên là lọc không để bị găng mấy thằng ảo đâu. Nhưng mà né thường nó né là khó lắm. Ở e là lọc trên không có né được nè. Bây giờ nè, gần nó găng nè, bây giờ Java nó lên lọc nè, nhưng mà lọc vẫn né được nha. Lọc bị một cái á, lọc luôn lọc lại cái cờ. Cái dù cái nước đó lọc đánh lỗi á. Nè bây giờ nè, lọc với bộ lọc B về nè. Giả bộ B về nè. Tôi tin tưởng ma đầu quá, tôi tin tưởng ma đầu quá rồi. À, bây giờ đi ha. Bây giờ bơm cái bình nữa cho Java nó khỏi găng ha. Hỏi e lập đánh kiểu dạng như là không có mấy thằng diễn viên như thế này đâu. Hỏi e lập đánh đó là không có thằng không có diễn viên như thế này. Trời ơi mà nói. Cưng chưa? Cưng rồi nha. Người ta bi chưa chắc mày luôn. Rồi cưng rồi đó. Tao thấy cưng game rồi đó. Một mạng là quá đủ rồi đó. Rồi được, ok, cưng rồi nha. Oh, hello! Ai, cái này là cho ông ma đầu này nha. Cái tính này nó hư quá. Cứ ngày lên gan người ta không à. Để cho nó chơi gọi là một cách gọi là yên bình coi. Thank you.
anh ba nãy giờ mà có anh ba mà nãy giờ coi á, anh ba kêu hỏi anh em nó đánh về còn đỡ má, hỏi anh em nó đánh về đỡ rồi. Cái này này lạ quá ha anh em, cái này này hơi lạ đúng không? Ây da, khó quá trời ơi. Đó nha. Không hỏi đèn đập đánh cái là tới chủ ba luôn anh em. Đập đánh kiểu dạng như là nhà của ta, nhà của nó vậy đó. Kiểu hỏi đèn nó đánh kiểu vậy như là nó hơi lâu lực một xíu. Kiểu nhà của người ta làm như nhà của mình vậy đó. Cái tính của Lộc nó hay giỡn. Anh ba mà coi được clip này rồi anh ba kêu má hỏi đèn Lộc đánh về là nó mẹ ơi. Đây là dấu hiệu xem ma dương combo vào mắt. Anh ba kêu là anh ba đợi tới mùa xuân 2036 được. Rồi, được. Cảm ơn anh em chơi game nha. Má, hồi nãy là đang tính em quy lát. Ây da. Đúng SE luôn rồi anh em ơi. Thôi anh em kêu Lộc trở về SE thì chắc mấy fan này cũng không có xa lạ đâu anh em ơi. Anh em mà có thằng má đầu là ngon. Còn anh em có gì gì. Anh em có cậu bé đường xanh. Thôi khó hay lòng quá. Giỡn thôi nha anh em nha. Cậu bé đường xanh vẫn là kiểu dạng như là người đồng đội gọi là thích hợp của Lộc á. Tôi làm người sói nè, tôi bảo kê sói trong nè. Hôm qua đi. Ủa má tưởng, nó combo đây chứ. Được một game tạo nét quá ha dế ha.
Game sau làm kèo dê núi xương xương 200k không? Rồi. Đành dê vào việc luôn. Tết thì còn gắng tạo nét được bữa nào thì làm ha. Dây Phạm chỉ còn là cái tên thôi. Xin cười bằng nửa cái miệng thần rừng VCS. Đăng phương. Nó ăn thiệt luôn hả? Nó ăn với ma đầu là khó nha. Nó ăn với ma đầu khó nha. Ma đầu, cậu bé lùi xanh. Tính ra là nó hơi bị ngược luôn á chứ. Thường thường ở đây là đâu đánh được vậy đâu. Bình thường ở đây là phải hơi cháu nái mà ta. Sao tự nhiên đánh không một vết xước vậy ta ơi. Dạ, giờ phỏng vấn hả anh em? Phỏng vấn hả? Ok. Dạ, ok. Phỏng vấn ha, dạ. À, dạ. À, ok. Thì chào mừng bạn đã đến với một phòng phần tuyển thủ phỏng vấn sau trận đấu. Thì đây là Minh Nghi, phía bên mình là Zeros. Thì bạn có cảm xúc như thế nào khi mà vừa mới thắng trước Game 3-0 không? Dạ, thì trước tiên thì mình là tuyển thủ của SMBDC. Mình là người điều khiển trên của SMBDC Sport. Thì mình xin chào tất cả những người đang trên màn ảnh nhỏ của VTV, cũng như là những gọi là bạn đã đến đây cổ vũ mình. Thì thực sự thì hôm nay, bây giờ thì em xin trả lời câu hỏi của chị. Thì thực sự thì hôm nay đánh với Gam vì em ban đầu cũng rất là lo lắng, nhưng mà từ khi kiểu gặp rồi á thì thực sự thì Kia em cảm thấy đánh khá là non. Nếu mà phải nói như là khiêm tốn một tí á thì thực sự thì Kia hôm nay đã làm rất tốt, mặc dù phong độ của anh ấy chắc là hôm nay có thể là do thiếu may mắn ha. Thì hôm nay cái kết quả 3-0 thì như là cũng một cái gọi là khích lệ tinh thần thôi, bởi vì cái giải SEA Games lần này thì em cũng muốn gọi là tâm huyết, bởi vì hồi đó giờ em chưa có được đại diện cho Việt Nam mình làm một cái trò trống gì ở Việt Nam, cho nên là em hứa cái này là em không hứa trước là em sẽ là lấy huy chương vàng về cho Việt Nam nha, nhưng mà em xin hứa sẽ đưa gọi là SBDC Sport của mình cho rộng rãi cho thế giới này biết đến, và Việt Nam của mình sẽ được công nhận ha, huy chương bạc cũng được. A B